Sáng ngày 30 tháng 6, Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An xử sơ thẩm bị cáo Lê Tùng Vân, 90 tuổi và 5 đồng phạm trong vụ án xảy ra tại tỉnh Thất Bồng Lai. Các đồng phạm gồm Lê Thanh Hoàng Nguyên, 32 tuổi, Lê Thanh Nhất Nguyên, 31 tuổi, Lê Thanh Trùng Dương, 27 tuổi và Lê Thanh Nhị Nguyên, 24 tuổi và Cao Thị Cúc, 62 tuổi. Các bị cáo bị truy tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân, theo Điều 311 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, xảy ra tại Thiền Am bên bờ vũ trụ, hay còn gọi là tỉnh Thất Bồng Lai. Tòa triệu tập các nhân chứng gồm 8 cán bộ công an huyện Đức Hòa và những người có quyền nghĩa vụ liên quan. Theo ghi nhận của phóng viên, từ sáng sớm, an ninh tại khu vực bên ngoài tòa án được thắt chặt. Các bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan khi tới tòa đều phải được kiểm tra an ninh. 7 giờ sáng, các đồng phạm của ông Lê Tùng Vân được lực lượng công an đưa đến tòa. Đến 8 giờ, bị cáo Lê Tùng Vân có mặt tại tòa. Công tác an ninh tại phiên xử được thắt chặt, rất đông phóng viên đến tác nghiệp. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về vlo@phapluottb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.